chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Huyện Văn Giang có thêm 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ứng dụng hệ thống tưới tiêu kết hợp với bón phân cho cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nước thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Xe tải chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy triển khai. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 1.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có 5 báo cáo viên cấp trung ương, hơn 30 báo cáo viên cấp tỉnh. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự chính sách, đội ngũ báo cáo viên cấp ủy còn là lực lượng quan trọng trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, do hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ của một số báo cáo viên còn hạn chế, chưa kết hợp tuyên truyền miệng với ứng dụng công nghệ thông tin nên còn thiếu hấp dẫn với người nghe. Từ thực trạng đó, hội thảo đề xuất các nhóm nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong đó đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng đi đôi với đào tạo bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên là giải pháp trọng tâm. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 600 hectare đất tại các khu công nghiệp được giải phóng mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 dự án khu công nghiệp đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 1,7 nghìn hectare. Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương tổ chức triển khai đồng bộ thống nhất và đảm bảo công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục và lợi ích của người dân. Nhờ đó, nhiều dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sạch tại các huyện Khói Châu, Ân Thi với quy mô hơn 140 hectare. Đến nay đã có 99,6% hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đã nhận tiền đền bù. Dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 hoàn thành cơ bản xong công tác giải phóng mặt bằng với tỷ lệ 92%. Và một số dự án như khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Phố Nối A, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp đã góp phần quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án, sớm đi vào hoạt động để thu hút đầu tư, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm ổn định cho người lao động tại các địa phương. Từ đầu năm đến nay, tuy gặp khó khăn, nhưng chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang đã nỗ lực vươn lên xây dựng thêm 5 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số 24 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 5 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 gồm thôn Vĩnh Tuy, xã Liên Nghĩa, thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, thôn Ngò, thôn Bến, xã Phụng Công và ấp Đa Phúc, xã Tân Tiến. Hiện 6 thôn đăng ký đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Phố Trạch, Phú Thị, xã Bế Sở, Như Lân, Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, thôn Triều Đông, xã Vĩnh Khúc và thôn Đầu, xã Phụng Công đang nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về đích theo kế hoạch. Như vậy, cùng với 2 xã đã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu là Mễ Sở và Phụng Công, hiện huyện Văn Giang đang thẩm tra đề nghị tỉnh thẩm định công nhận 3 xã Xuân Quan, Thắng Lợi và Long Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Hiện nay, phần lớn các hộ trồng cam trong tỉnh đều tưới nước và bón phân thủ công, làm thất thoát nước, xói mòn đất, rửa trôi phân bón, chưa mang lại hiệu quả tối ưu trong sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường Việt Nam đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiêu kết hợp với bón phân trị giá 70 triệu đồng cho 2 hộ nông dân ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhà ông Nguyễn Văn Trương có 4 sào trồng cam bố hạ, cam đường canh. Nếu như trước đây, mỗi vụ cam, chi phí nguyên liệu phân bón tốn khoảng 20 triệu đồng, thì sau khi sử dụng hệ thống tưới tiêu kết hợp bón phân chỉ tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng. Đặc biệt, việc tưới nước và phân bón được đưa thẳng vào gốc đã giúp cây cam thường xuyên giữ được độ ẩm, phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa đậu quả đạt năng suất cao. Vụ cam này, nhà ông ước thu hoạch được 5 tấn, tăng 10% so với vụ trước.
thu nó vừa tới, đúng tầm, tiết kiệm dân công lao động, tưới cái độ ẩm mà nó rất là hợp lý, mà giữ được cái cây nó nguyên bản. Cũng được hỗ trợ lắp đặt miễn phí như nhà ông Trương, là vườn cam rộng 1 hectare của gia đình anh Trần Quang Vinh. Sau hơn 2 năm triển khai, toàn bộ quy trình vận hành tưới tiêu bón phân được anh Vinh cài đặt thao tác bằng điện thoại thông minh, nên đã giúp công việc chăm sóc cam rất thuận lợi. Đặc biệt, chi phí cho việc bón phân giảm rất nhiều. Nếu như trước đây, mỗi năm anh Vinh phải đầu tư 150 triệu đồng mua phân bón cho cam, thì giờ chỉ mất 40 triệu đồng. Năng suất cam cũng tăng, đạt gần 40 tấn quả 1 hecta, tăng 5% so với vụ trước. Từ xa mình cũng có thể tưới tiêu trên cái vườn cam của mình vào cái mùa nắng hạn, như thế là nó đỡ lượng nhân công. Khi mình bón phân qua cái hệ thống tưới này thì cây nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Thông qua hệ thống này thì phân bón cũng được hòa tan vào trong hệ thống, xong rồi sẽ bón trực tiếp đến gốc cây trồng để dinh dưỡng, cung cấp cho cây đủ liều lượng, giảm cái thất thoát tài nguyên nước, tài nguyên phân bón, nó hạn chế được cái phát triển của cỏ dại. Áp dụng hệ thống tưới tiêu kết hợp với bón phân đối với những hộ có diện tích vườn lớn sẽ giảm thiểu đáng kể sức lao động, chi phí nguyên liệu chăm sóc cây và đặc biệt giúp cây cam sinh trưởng tốt cho năng suất cao. Nhiều năm nay, nhờ tích cực học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cựu chiến binh Phạm Ngọc Anh ở thôn 6 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã làm chủ được phương pháp nuôi cấy mô trên hoa cây cảnh, đem lại thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Sau thời gian làm nhiều nghề để mưu sinh, năm 1989, ông Oanh đã chuyển đổi 200 mét vuông đất từ cấy lúa sang trồng hoa cây cảnh. Thấy hiệu quả, năm 2013, ông đã vay mượn để mở rộng hơn một mẫu đất, nhưng chi phí mua giống hoa rất đắt đỏ và không chủ động được khung thời vụ, nên ông đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm theo phương pháp nuôi cấy mô. Sau nhiều lần thất bại, ông đi tham quan thực tế các mô hình ở Trung Quốc, Thái Lan và mời các chuyên gia nước bạn về nhà hướng dẫn. Nhờ đó, năm 2018, lứa cây giống từ phương pháp nuôi cấy mô của ông đã thành công. Nếu mà sản xuất một cây giống để giao cho bà con ấy, thì cần rất là nhiều các cái loại hóa chất. Bản thân mình thì phải kiên trì. Tôi làm năm đầu tiên tôi đã thất bại mất 380 triệu. Mà thành công thì cũng là thành công ban đầu thôi. Mới ra được cái cây, có nghĩa là phải tái cơ cấu thì mới thành công như ngày hôm nay được. Không bằng cấp chuyên môn và chỉ dừng lại ở đọc thông viết thạo, nhưng bằng đam mê và quyết tâm làm giàu, đến nay ông đã đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng được một phòng thí nghiệm rộng hơn 100 mét vuông với nhiều trang thiết bị tiên tiến hiện đại, thuê 6 nhân viên đều là cử nhân, thạc sĩ nông nghiệp đến làm việc. Hiện các giống hoa đồng tiền, địa lan, lan đai châu đang được áp dụng nhân giống theo quy trình cấy mô. Sau khi được nuôi dưỡng trong ống nghiệm đủ tiêu chuẩn sẽ được thuần dưỡng trong nhà lưới, đồng thời áp dụng hệ thống đo nhiệt độ, hệ thống tưới, quạt gió giúp hoa dần thích nghi với môi trường tự nhiên. Khó khăn nhất là cây từ trong bầu mà ra ngoài vườn. Khi ra ngoài vườn ươm này, cây sẽ chịu ảnh hưởng là thời tiết, độ ẩm, buộc phải có một hệ thống niền nước, hạ nhiệt độ. Nếu mà cây giống mà ra mà không có cái phòng huấn luyện như thế này thì chúng ta không thể ra được. Ra là nó bị sốc nhiệt hoặc nó sốc nước là nó sẽ chết. Cái tỷ lệ đạt của nó rất là thấp. Đồng chí Phan Ngọc Anh, hội viên hội cựu chiến binh thôn 6 là một gương điển hình trong phát triển hoa cây cảnh của xã Xuân Quan, luôn nhiệt tình, năng nổ giúp đỡ tất cả hội viên trong toàn xã, làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo. Đến nay mỗi năm ông Anh cung cấp ra thị trường gần 100 vạn hoa cây giống với giá từ 5 đến 15.000 đồng một cây. Doanh thu ước đạt trên 6 tỷ đồng và tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một tháng. Với sự nỗ lực quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông là tấm gương sáng với tinh thần chịu khó tiêu biểu để cho các thế hệ trẻ học tập noi theo. Ngày 25 tháng 11, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn của quý 2, quý 3 năm 2022. Chương trình hóa đơn may mắn thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên do Cục Thuế tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế qua kết quả quay thưởng của quý 2 và quý 3 tổ chức ngày 9 tháng 11, lựa chọn ngẫu nhiên được 108 cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng mỗi quý gồm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 3 giải nhì trị giá 5 triệu đồng, 3 giải 3 trị giá 2 triệu đồng một giải và 45 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.
ngày 25 tháng 11 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam phối hợp với xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đỗ Công Hưởng, sinh năm 1960, là bệnh binh 61% ở thôn Đông Mai. Sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà có diện tích 75m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng đã hoàn tất các hạng mục và đưa vào sử dụng. Trong đó, công ty VAP hỗ trợ 150 triệu đồng, số tiền còn lại là của gia đình. Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng những phần quà và vật dụng thiết yếu cho gia đình ông Hưởng. Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát tại nhiều địa phương, xuất hiện nhiều ca bệnh mới không rõ nguồn lây. Điển hình như tại huyện Phù Cừ đang có 20 ca mắc sốt xuất huyết ở các xã Phan Xào Nam, thị trấn Trần Cao, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Minh Tân, Bình Tiến. Đặc biệt, trong ngày 25 tháng 11, có 3 ca mắc mới ở xã Đình Cao là 3 sinh viên từ Hà Nội trở về và không rõ nguồn lây. Các bệnh nhân đều xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, sốt cao, đau mỏi toàn thân, buồn nôn và được bác sĩ thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán đã mắc sốt xuất huyết dengue. Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh mới, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch, triển khai phun hóa chất diệt muỗi 3 ngày một lần xung quanh những hộ gia đình có người bị bệnh. Đồng thời tuyên truyền các địa phương tiến hành thu gom rác, làm sạch môi trường, thả cá vào những bồn hoa, bể chứa để diệt bọ gậy loang quang. Tuyên truyền trên loa truyền thanh xã để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết, chủ động trong phòng ngừa bệnh. Dịch bệnh sốt xuất huyết thì đang bùng phát mạnh như vậy. Các địa phương cũng đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn các nguồn lây từ môi trường, ao tù, nước đọng. Nhưng nhiều năm nay, tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vẫn xảy ra tình trạng nước thải tồn đọng ngay trên mặt đường quốc lộ 5, nơi có nhiều hộ dân sinh sống và người qua lại, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Và dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh về vấn đề này, nhưng vẫn không được địa phương quan tâm xử lý triệt để. Nước thải linh láng kéo dài hàng trăm mét, ngay trên mặt đường quốc lộ 5, nhiều đoạn nước tràn ra mặt đường tới 3-4 mét. Có nhiều điểm nước bẩn chảy ngược từ chính cống thoát lên mặt đường, mà người dân cho biết rất có thể là do nguồn nước thải từ một số hộ tái chế phế liệu ở gần đó. Vì thế, ngoài mùi hôi thối nồng nặc, thì còn có mùi khét bốc lên khó chịu, nhiều gia đình dường như đóng cửa suốt cả ngày. Bẩn thỉu, mùi hôi hám, muỗi dán nhiều lắm. Nhà tôi trước bán hàng đây, bây giờ nước như này không thể bán được, phải bỏ bán hàng về đi công ty. Ông Chu Văn Hiển, Phó đội trưởng đội duy tu bảo trì số 5 thuộc xí nghiệp xây dựng bảo trì đường bộ, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước mặt đoạn này cho biết, hệ thống thoát nước mặt đường 5 vừa được nạo vét cuối năm 2011, nhưng do lượng nước xả vào quá lớn, trong khi đó hệ thống này không dành cho xả nước dân sinh, nhất là nước thải của các hộ tái chế nhựa. Nguyên nhân gây nước ứ đọng thường xuyên là do ách tắc ở cửa thoát và trách nhiệm này thuộc về địa phương. Không có hai cửa xả thì chúng tôi có lạo vét có như thế, bậy lên nắp xuống thì cũng nó cũng không giải quyết được cái gì cả. Theo tôi, để giải quyết được triệt để cái nước thải còn ứ đọng này thì cái đầu tiên là địa phương giải quyết triệt để hai cái cửa xả. Có hai cửa xả ấy, thì nước mới thanh thải được. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dị Sử lại khẳng định nguyên nhân không phải như vậy, vì thế trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về địa phương. Do đầu cống, hai đầu cống là không ảnh hưởng gì cả. Thì tôi đề nghị với cái công ty quản lý bộ này là kiểm tra lại và phối hợp với địa phương để làm sao mà cho ra cái chỗ nào mà thoát nước phù hợp nhất để đảm bảo nếu trật tự thoát được để cho tự thoát, không để ách tắc này nữa. Như vậy cả nguyên nhân và trách nhiệm đến nay vẫn đùn đẩy, chưa được xác định, cũng chưa từng có sự phối hợp và hiện người dân vẫn phải tiếp tục sống chung với nước thải ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn cẩn thận, làm rơi vãi đất đá cát sỏi xuống đường diễn ra khá phổ biến ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Việc sai phạm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải chở đầy đất đá cát sỏi di chuyển trên các tuyến đường,
từ quốc lộ, tỉnh lộ cho tới đường liên xã liên thôn. Tuy nhiên, điều đáng nói, vẫn có một số chủ phương tiện không thực hiện việc che chắn thành thùng hoặc che chắn không đúng quy định, khiến vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Đơn cử, như vào đầu tháng 11 vừa qua, chiếc xe chở bùn đất bị bật thùng khiến bùn đất rơi đầy đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Hay vụ xe đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ móc chở gạch rơi vãi trên đê ngày 16 tháng 11 thuộc địa phận huyện Kim Động. Do che bạt sơ sài, hàng lại được chở cao quá thành thùng, di chuyển với tốc độ cao đã khiến vật liệu rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, nhất là với người đi xe máy, nếu không chú ý rất dễ bị trượt ngã. Xe quá tải nhiều lắm, nhất là xe cát, cả ngày, chiều rồi tối, nó đi rồi, tôi để ý hai cái bánh của nó, giữa hai cái bánh ấy, nó cứ chảy một lượt cát xuống, rồi đi bụi, rồi ồn ồn, đã đi có khi à. 3-4 chiếc xe liền một lúc. Bên cạnh đây là những cái bến chở đất cát, người ta cung cấp vào những cái khu vực vào trong kia là san lấp mặt bằng. Cái mức độ cái đường này nó hư hại và nó bụi bậm ẩm, nó rất là khổ, cho nên là cũng mong là các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp để ngăn chặn được cái hiện trạng mà cái tình trạng mà xe quá khổ quá tải nó chạy cái đường liên huyện. Theo ghi nhận, tình trạng xe tải chở đất đá cát sỏi không được che chắn cẩn thận làm rơi vãi vật liệu xây dựng diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh khu vực tập trung các mỏ vật liệu xây dựng, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Cụ thể, trên tuyến đê khu vực Văn Giang, Cái Chữ, Kim Đồng và huyện Tiên Lữ, rất nhiều bến bãi để tình trạng xe vào chở cát đá không che đậy rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Tại tuyến vẫn còn một số phương tiện là địa bàn giáp danh trên tuyến, những lái xe là vẫn còn vi phạm việc rơi vãi và không thu chèm phạt. Từ nay cuối năm là phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông số 1 tập trung tăng cường xử lý 24/24 địa bàn khép kín để xử lý những hành vi gây lên tai nạn giao thông trên tuyến. Để hạn chế tối đa tình trạng xe ô tô chuyên chở vật liệu xây dựng che chắn cầu thả không đúng quy định, lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cần tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm, đặc biệt là việc thực hiện che đậy, đóng thùng hàng hóa cẩn thận, hạn chế những ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Nhận thấy mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên từ chỗ là một trong hai địa phương thực hiện xã hội hóa lắp đặt, đến nay thành phố Hưng Yên đã nhân rộng ra 10 trên 17 phường xã. Đây là hệ thống camera an ninh vừa được phường An Tảo lắp đặt tại khu vực ngã tư chợ gạo cách đây một tuần. Do địa hình phức tạp cộng với lưu lượng phương tiện tham gia đông, nên việc lắp đặt camera giám sát đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Từ cái hôm mà lắp camera an ninh thì chúng tôi rất yên tâm, an toàn giao thông ở đây cũng được kiểm soát. Tôi mong nhiều địa điểm được lắp camera an ninh này. Dù triển khai chưa lâu, nhưng đến nay, phường An Tảo đã vận động xã hội hóa lắp đặt được 20 camera an ninh với tổng số tiền trên 40 triệu đồng tại các tuyến đường trọng yếu về an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tại các vị trí lắp đặt, chúng tôi cũng đều niêm yết số điện thoại đường dây nóng của công an phường với mục đích là để cho người dân có thể kịp thời cung cấp tố giác tình hình an ninh trật tự về trật tự công cộng, giúp lực lượng công an có thể kịp thời có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Dự kiến là trong đầu năm 2023 thì chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt triển khai thêm trên địa bàn toàn phường với 83 mắt. Trước đây, khu vực ngã tư Đền Chính thuộc thôn Đảo Đặng là địa điểm tụ tập chơi khuya của thanh thiếu niên. Thậm chí, nhiều hôm còn xảy ra mâu thuẫn, mất an ninh trật tự, khiến nhân dân bất an. Ngay sau khi xã Trung Nghĩa xã hội hóa trên 20 triệu đồng để lắp đặt 10 camera giám sát, thì tại khu vực trên cùng các ngã ba, ngã tư ra vào địa bàn, tình trạng tụ tập trên không còn. Nhân dân đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định và chấp hành tốt luật giao thông, dừng đỗ đúng làn đường, không vượt đèn đỏ. Đây là một cái điểm rất phức tạp, đấy là các cháu nghịch ngợm, rồi gây huyên náo ở Mỹ, cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Sau khi lắp đặt cái hệ thống camera an ninh thì tôi thấy thay đổi rất là nhiều. Không thấy các cháu tập tụ ở đây, đêm khuya là cũng rất là yên tĩnh. Thành phố Hưng Yên hiện có 10 trên 17 phường xã vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh với hơn 1.000 mắt với số tiền trên 200 triệu đồng. Thông qua camera giám sát an ninh trật tự, cộng với hình ảnh được người dân cung cấp tại hệ thống camera gia đình đã giúp cho lực lượng công an chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Từ đó phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự và mất an toàn giao thông.
Hiện các phường xã còn lại đang xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa, khảo sát địa bàn để tiến hành lắp đặt, phủ kín hệ thống camera an ninh vào đầu năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hay trên kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.